Nhà đất Bảo Hoàng xin được chào đến quý vị, quý vị khách hàng cũng như tất cả mọi người đang theo dõi video trên kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng. Kênh mua bán, nhận ký gửi và nhận giới thiệu nhà đất tại khu vực Hồ Chí Minh, Thủ Đức và Bình Dương. Vâng, trong buổi chiều hôm nay thì Bảo Hoàng đang có mặt tại một trục đường lớn, trục đường mặt tiền chợ, trong một khu dân cư rất là sầm uất thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, để chia sẻ cho quý vị một cặp hai căn nhà mặt tiền trục đường chợ kinh doanh buôn bán. Và trước khi dẫn mọi người về lại với vị trí căn nhà của chúng ta thì Bảo Hoàng xin được chia sẻ về những hình ảnh khu vực nơi đây, nơi căn nhà chúng ta hiện hữu. Vâng, cũng tại vị trí này thì căn nhà chúng ta cũng rất là gần với thành phố Hồ Chí Minh. Cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm hơn 20 phút di chuyển bằng xe, cũng như là cách Thủ Đức khoảng tầm 1,5 km. Đó, vị trí trục đường liên thông với các trục đường lớn trong khu vực cũng như là các thành phố lớn như là thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Biên Hòa. Trên những trục đường như Bảo Hoàng đã chia sẻ, trục đường quốc lộ 1A, DT743, quốc lộ 13, vân vân, rất nhiều những trục đường lớn di chuyển qua lại phía trước khu dân cư ở trục đường mà quý vị chúng ta đang thấy trên màn hình. Vâng, đây là trục đường chợ, đây là ngã tư chợ, cách vị trí nhà mình khoảng tầm 40 m. Và bây giờ Bảo Hoàng sẽ dẫn mọi người về lại với căn nhà của mình. Vâng, nơi đây thì buôn bán kinh doanh rất là nhộn nhịp ngay gần ngã tư chợ. Và đây là cặp đôi mặt tiền mà Bảo Hoàng muốn chia sẻ đến quý vị. Vâng, với chiều ngang gần 10 m và chiều sâu là 30 m, có hai mặt tiền đang kinh doanh ở phía trước. Một bên là kinh doanh tiệm gạo và một bên là kinh doanh sửa chữa điện máy. Và đây là dãy trọ phía sau. Với căn này thì có một kiosk phía trước và dãy trọ phía sau là 6 phòng. Còn với căn này thì có mặt tiền đang kinh doanh ở phía trước là kinh doanh đồ điện tử và có 17 phòng. Vâng, có 17 phòng thưa quý vị. Với chiều ngang, căn bên này thì có chiều ngang là 5 m, còn căn vừa rồi thì có chiều ngang gần 5 m. Với chiều ngang hai căn cộng lại là gần 10 m chiều ngang, còn chiều sâu là 30 m. Với căn này thì có một dãy trọ tại tầng trệt và tầng lầu trên, tổng cộng là 17 phòng. Về cơ bản thì căn nhà này thì phòng cũng đã cũ nhưng mà vẫn còn khai thác cho thuê, cũng còn ok. Và hiện tại thì đang phun phòng. Vâng, Hoàng Hoàng xin được đi nhìn lại thưa quý vị, tại tầng trệt thì phun phòng, còn tầng lầu trên thì chỉ có một số phòng cho thuê thôi. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một cặp đôi hai căn nhà liền kề mặt tiền trục đường chợ với 23 phòng trọ, hai mặt tiền kinh doanh ở phía trước với chiều ngang gần 10 m và chiều sâu là 30 m, hướng nhà là hướng chính đông, với mức giá như căn này là 6 tỷ, còn căn kế bên là 7 tỷ 500. Nếu quý vị có nhu cầu muốn mua những căn mặt tiền hoặc là một cặp đôi hai mặt tiền, hai căn mặt tiền như thế này thì hãy liên hệ cho Bảo Hoàng để đến tham quan khảo sát sản phẩm này, cũng như là những sản phẩm cùng phân khúc mặt tiền trục đường chợ, mặt tiền trục đường kinh doanh, trục đường lớn với những mức giá rất là ưu đãi từ chính chủ nhà. Và video buổi chiều tối hôm nay đến đây cũng xin được tạm dừng. Một lần nữa Bảo Hoàng xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem video. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.